Điều ngày 24 tháng 5, Công an huyện Kim Thành, tỉnh Hải Dương quyết định bắt tạm giam và khởi tố tên Luân Hải Dương về hành vi bạo lực hành hạ vợ mình. Trời cao có mắt. Vui quá, làm bài liền mệt rồi, nói hết nổi rồi. Máu sập. Ngày hôm nay tên Luân Hải Dương đã bắt giam cho người no xương, và công an chính thức khởi tố tên Luân Hải Dương. Và công lý luôn luôn thực thi, phải đấu tranh với tên ngu si, là đàn ông sao ác như quỷ, khóc than làm chi. Một cái kết cho tên vũ phu, để cho Luân ăn cơm trong tù, để nó thấy một tên vũ phu gờ lịch ngàn thu. Vào trại giam mới biết khổ đau, để cho người khóc than kêu gào. Này tên Luân, người cảm thấy sao, biết đau gọi sao? Ngày hôm nay tên Luân Hải Dương đã bắt giam cho người no xương, và công an chính thức khởi tố tên Luân Hải Dương. Và công lý luôn luôn thực thi, phải đấu tranh với tên ngu si, là đàn ông sao ác như quỷ, khóc than làm chi. Một cái kết cho tên vũ phu, để cho Luân ăn cơm trong tù, để nó thấy một tên vũ phu gờ lịch ngàn thu. Vào trại giam mới biết khổ đau, để cho người khóc than kêu gào. Này tên Luân, người cảm thấy sao, biết đau ngồi sao?
sướng, bao cha bao mẹ vợ thì đánh cộng thường. Ở Thái Dương thằng Luân này nó phá, lần nào nhau xin nó quẩy banh nóc. Chơi game nó sẽ bị điên. Tuy nghèo, tuy khùng nhưng được cái xấu trai. Chuẩn bị tâm lý tên Luân sẽ rớt này. Luân vũ phu dù cho mày xô má, cái tội của mày thì không thể nào tha. Luân Thái Dương tại sao mày ác quá, ngồi sao sống sắc mới đau mày nhớ. Lỡ bước đi tròn sai con đường,
phải chịu cực khổ gió sương, nhưng cớ sao mãi ông chẳng thương. Ngày xưa quen nhau thì nói chỉ thương em yêu mình em thôi, giờ đây gây bao tội lỗi, tiếc thương cho thân phận bèo trôi. Chị Hà chị làm trong tay sao cứ ăn và bao, nếu không thương thì hãy chia tay, cớ sao đánh đập chắc nghĩ là mình hay là đàn ông là phải biết thương vợ và với nhau phải thương nhau dù cho chẳng giàu, chớ làm vợ con phải đau hay sống sao nhắm mắt gần nhau. Dù phụ là một tật xấu, đánh vợ mình chẳng bình yên đâu, đàn ông phải luôn phấn đấu để vợ mình không còn buồn đau. Đáng thương lỡ bước đi tròn sai con đường, phải chịu cực khổ gió sương, nhưng cớ sao mãi ông chẳng thương. Ngày xưa quen nhau thì nói chỉ thương em yêu mình em thôi, giờ đây gây bao tội lỗi, thương cho thân phận bèo trôi. Chị Hà chị giao khóc than nghẹn ngào, làm trong tay sao cứ ăn và bao, nếu không thương thì hãy chia tay, cớ sao đánh đập chắc nghĩ là mình hay là đàn ông là phải biết thương vợ và con. Nếu là vợ chồng với nhau phải thương nhau dù cho chẳng giàu, chớ làm vợ con phải đau hay sống sao nhắm mắt gần nhau. Dù phụ là một tật xấu, đánh vợ mình chẳng bình yên đâu, đàn ông phải luôn phấn đấu để vợ mình không còn buồn đau. Dù phụ là một tật xấu, đánh vợ mình chẳng bình yên đâu, đàn ông phải luôn phấn đấu để vợ mình không